đi đánh giặc, đi đi đánh Mỹ đi để giải phóng cho dân tộc. Đấy. Tình quân, tình quân dân là như thế đấy, họ yêu mến lắm. Còn mình á, thì đến đấy bằng cái gì để lấy được những cái đấy về, thì cũng chỉ là vài hột mì chính, mấy non muối. À, thế thì trong khi đó đưa về cho dân, dân cung cấp lại cho ta sắn, gạo, lương, các cái lương rẫy gì có thì người ta cung cấp ở đấy. Kể cả thịt gà, thịt heo, ở dân tộc người ta thường gọi là gà heo, như mà ở miền Bắc gọi là thịt lợn đấy. Thì lúc bây giờ anh em được một miếng thịt mỡ thôi là quý lắm rồi, nhưng mà dân người ta vẫn hy sinh. Lợn nuôi ở trong dãy, trong rừng, trong trại thì cũng có to, có béo gì đâu, 3-40 cân, con nào to lắm đến 60 cân, 50-60 cân lớn lắm, người ta sẽ hy sinh. Đấy, mai bộ đội ra quân mới bắt con heo này về đi, cho nó ăn, nó đi đánh giặc như vậy đấy. Nhiều lúc là thấy họ thương quân ở đấy, dân họ thương quân là như thế, họ đùm bọc dân là như thế. Đấy, còn tình đồng đội thì phải nói là người ta vẫn có câu đó, hạt muối cắn đôi, hạt muối cắn đôi, đúng là như thế. Anh em ở trên chiến trường đi ra mặt trận, tôi đi đổi muối, đổi lấy gạo về cho anh em ăn, thì dân tộc người ta chỉ có thuốc lá, lúc bây giờ anh em phải gọi là thuốc dê, tức là thuốc dây đấy, lấy cái lá người ta, lá thuốc người ta trồng ở trên dãy xong vắt từng lá một, bẻ từng lá sâu vào cái dây gọi là thuốc dây, đem về anh em quý lắm đấy, các anh đi chiến đấu đây. Tôi thì không nghiện thuốc mà từ chỗ anh Khôi anh đốt anh Đoan, còn xuống chỗ còn tôi mà cho tao thêm bao thuốc, chứ đêm hôm nay ra trận thì nguy hiểm mà lạnh lẽo lắm Tuấn ơi. Đấy, nói như thế thực lòng là anh em thương yêu nhau lắm. Ra ngoài đấy vê vê từng điếu thuốc dê, từng điếu thuốc dây, hút mỗi người một hơi, anh này truyền anh này, truyền anh kia, chứ không có mỗi người một điếu, không có được mỗi người một lá thuốc đâu. Lúc bây giờ là không có thuốc bao mấy, chỉ lúc khi nào chúng tôi xuống đồng bằng mua được vài bao cô táp, mua được vài bao ruby thì lên là cán bộ tiểu đoàn là mỗi anh một bao, thế rồi lúc nào ra trận là mỗi mũi một bao hay là một điếu kia thì đó anh em chia nhau tôi không biết. Nhưng mà thuốc dê thì đồng bào cung cấp là cái lá thuốc khô, lá thuốc người ta trồng trên dãy về để phơi khô, phơi yếu treo lên nhà đem về cho anh em hút, mà chia nhau từng điếu từng lá một đấy. Thì đấy tình, tôi nghĩ là tình, cái tình thương, tình đồng đội lúc bây giờ nó cao cả lắm. Mà trước khi ra trận hay là sống với nhau trong đơn vị thì tôi nghĩ là các anh, các chị, các anh ấy cũng như chúng tôi đây không nghĩ đến cái chuyện hy sinh. Người ta rất là tự tin ra trận lần này. Đấy, ví dụ cái chiến trường các bé, tôi cứ ở nhà có một cái sa bàn gần bằng cái gian nhà này, đánh từng mũi 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 nào, chỗ nào súng máy, chỗ nào đại liên, chỗ nào trung liên, chỗ nào kho đạn, chỗ nào nhà bếp là có hết vẽ đây. Đường ta đi đây, mũi một vào cửa kia, mũi hai vào cửa này, mà các anh học thuộc hết. Nhưng mà thực tế lúc bây giờ ra trên trường nó khác đi, chứ không phải như ở trên bàn đâu. Đây như trên bàn thì đây đại liên, kia pháo cao xạ, thì lúc bây giờ thì đã dễ. Nhưng vào đêm tối mà lần mò làm sao để tiêu diệt được khẩu đại liên này, tiêu diệt được cửa mở, cho biết được cái họng súng đại liên kia để cho anh em lên. Đấy, thì tôi thấy là những cái chí khí dũng cảm, những cái tình thương yêu nhau lúc bây giờ ra ngoài trận thì thấy cao quý lắm. Tình thương giữa dân quân và đồng đội với nhau thì rất là quý, cái gì cũng quý. Thì tôi thấy là nó chiến trường của chúng ta hay là bộ đội đặc công nó thành công nhiều mặt những cái tình thương yêu đấy. Lúc đến giờ thì chúng ta vẫn đang nói chuyện rất nhiều về các cuộc chiến đấu, về tinh thần của bộ đội, rồi về cái vai trò của người trong cuộc và những tổn thất mất mát mà chúng ta đã phải trải qua, những điều mà rất ít khi sách báo phim ảnh nói tới được, để có những cái chiến công vang dội cũng có những cái sự hy sinh không kém phần khốc liệt. Thì ở đây thì em muốn tìm hiểu thêm, đó chính là cái công tác hậu cần của anh. Trong một cái điều kiện như thế và bộ đội thì đi chiến đấu thì vẫn có được cái hậu cần, thì khi đấy thì em biết là cái hậu cứ của mình, hậu cần chắc là ở hậu cứ đúng không ạ? Từ sau một chút. Vâng, ở phía sau một chút thì anh có thể mô tả được
là như bây giờ thì đơn vị nó có quy hoạch, có nhà cửa, rồi có cái khu kho, rồi khu bếp này kia. Nhưng ngày đấy thì bộ đội thì có cái võng mắc trên rừng cây thôi, mắc trên cây trong rừng để nằm, di chuyển đâu thì đó là đơn vị, đó là nhà, đó là doanh trại. Thì hậu cần thì nó như nào? Bởi vì em nghĩ là nếu mà các những người chiến đấu, những chiến sĩ mà tham chiến thì súng ống đạn dược, nhưng hậu cần thì có khi lại còn kích thích hơn. Nào là gạo, nào là thóc, nào là kính như các loại, kể cả từ là thuốc, rồi là quân trang quân dụng đều có hậu cần hết. Thế thì em muốn biết là mình bố trí những cái thứ đó như nào, kho tàng nằm ở đâu. Đơn vị cứ hành quân liên miên thay đổi địa bàn như vậy thì cái kho tàng di chuyển theo hay như thế nào? Rồi lương thực thực phẩm thì nguồn ở đâu là chính? Có ở miền Bắc đưa vào, bởi vì ở Bắc là có một câu mà thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Như vậy người ta biết là có chi viện cho tiền tuyến cả người, cả lương thực. Thì nhưng em nghĩ là một cân gạo mà từ ngoài Bắc đưa vào bên trong này nó rất là gian truân và cũng không thể cung cấp đủ. Tất nhiên là em biết là bộ đội có đói, có những cái giai đoạn nói rất nhiều, nhiều câu chuyện đau lòng gì đó. Nhưng mà ở đây thì có bác Tất là cán bộ hậu cần ở đây, thì em rất là muốn biết về cái mảng này. Các cất giấu kho tàng như thế nào, nguồn thóc gạo của các bác từ đâu, lấy muối đâu để đem đi đổi lương thực cho đồng bào dân tộc? Cái đó thì cũng dễ thôi. Về đơn vị thì phải nói như thế này, tức là cái lúc đi chiến đấu thì khác, còn ngoài lúc chiến đấu thì đơn vị vẫn có hậu cứ doanh trại của bộ đội. Tiểu đoàn bộ đóng ở khu nào, C1 đóng ở chỗ nào, C2 đóng ở chỗ nào, C3 đóng ở chỗ nào, thì đấy là cái khu vực hậu cứ của đơn vị. Trong đơn vị thì có tiểu đoàn bộ, thì tôi đấy đã nói rồi, tức là vào bộ đội thì mỗi anh có một nhiệm vụ, mà tôi nghĩ rằng nhiệm vụ nào cũng quan trọng thôi. Anh cầm súng ra cũng quan trọng, mà tôi đi lấy viên muối về cho anh cũng là quan trọng. Đấy, thế thì đơn vị là khi mà đóng quân thì đều có xây dựng nhà lán, nhà lán. Anh em tự động đi làm, đi chặt gỗ, đi chặt lứa về, đi hái lá cọ, lá lót dưới nhà hầm, để lập nhà, đào hầm xuống một lửa, phần lập bên trên một lửa, mắc võng nằm ở dưới một lửa như thế. Đấy, chứ không phải là lối cả, mà không phải là chìm cả. Đấy, thế thì đấy là khu vực đóng quân. Thì thường thường là tiểu đoàn bộ làm ở trung tâm, chân rết là các đơn vị nằm ở xung quanh. Thế thì liên lạc từ các đơn vị lên tiểu đoàn bộ. Thì tôi ấy là may mắn lại là quản lý tiểu đoàn bộ, trên tôi nữa là có một anh quản lý tiểu đoàn. Đấy, người ta gọi là quân lương ở tiểu đoàn. Tiểu đoàn bộ thì tôi coi cái bộ phận ở trên bộ thôi. Thế thì lui quân thì đến này, tiểu đoàn nó có một cái đội là thường trung đội vận tải đấy. Người ta thường gọi là vận tải, người ta gọi là trung đội vận tải. Thì dưới sự quản lý của tiểu đoàn bộ về cung cấp lương thực, nói tóm lại là đi xuống đồng bằng để cống gạo, cống muối, đi đổi mì chay, mì tôm, mắm, muối về cho đơn vị. Thế thì mỗi một lần chúng tôi đi như thế, người ta bảo là đi lấy gạo về nhà ăn gần hết lửa ba. Mà đúng như thế chứ không sao. Thế thì ở các đơn vị đều có hậu cần riêng, tức là đại đội tiểu đoàn bộ thì có bộ phận hậu cần của tiểu đoàn bộ, C1, C2 đều có bộ phận anh nuôi của C1, C2. Thế thì các cái C đấy, khi nào tiểu đoàn tổ chức đi lấy gạo thì các C cử người đi lấy gạo. Tôi nói là mỗi một đơn vị đều có một bộ phận hậu cần của đơn vị đấy. Khi mà tiểu đoàn báo là ngày mai đi lấy gạo thì C1 của chị phải cử mấy người đi, C2 của mấy người đi một đoàn xuống dưới đồng bằng lấy gạo. Ta có một cái hậu cứ ở đồng bằng, tôi chỉ nói ví dụ như chúng tôi đi xuống Quảng Ngãi thì cái hậu cứ ấy không biết trên chỉ đạo như thế nào, nhưng mà chúng tôi phải ra biển lấy gạo chôn ở dưới bãi cát đấy, ví dụ ra bờ biển Nha Trang này, bới cát ra, lật bạt lên, lật tăng lên, móc gạo ở dưới cho vùi vùi biển. Đấy là những cái mà đi lấy gạo ở đồng bằng cung cấp.
Thế còn cống mắm, cống muối thì cũng có những bộ phận mua, mua từ ở chợ về, dân người ta đi mua từ ở chợ về, bộ đội xuống nằm ở dưới nhà dân. Lần này đi bao nhiêu thùng mắm, bao nhiêu mấy trăm gói bột mì, mấy chục cân mì chính, mấy chục hộp sữa, thuốc sốt rét, nếu như là trên cung cấp không đủ thì phải mua bao nhiêu viên Livaquin, bao nhiêu viên B1 chẳng hạn, thì đều có kế hoạch hết. Thì ở dưới đấy chúng tôi đi xuống tìm hiểu dân, chỉ đi mua tôi dùng tôi những cái này cái kia, bộ đội cho nên là khó khăn, dân người ta rất giúp đỡ. Từ cái khu vùng ven giữa ta và địch, mình đến thì mình ở nhà dân, nhưng mình rút đi thì lại dân lại ra làm việc với bọn địch, ở chợ cũng gặp nhau luôn. Thế thì mua từ cái này cái kia tất cả các thứ để cung cấp nhu yếu phẩm hay là thực phẩm lương thực cho bộ đội ta, qua cái đường dây, qua cái trung đội vận tải, chúng tôi gọi là trung đội vận tải, thì cống hàng, cống gạo, cống muối mắm từ đồng bằng lên, tức là từ giáp danh lên. Đấy, ví dụ như ta đây, Nha Trang này là chợ búa, thì phải đưa lên đồng bò, thì có bộ phận từ đồng bò xuống đây móc lối lên, dân người ta giúp đỡ mua bán như thế. Đó, thế thì rất nhiều những cái mà không thể nào kể hết được, vì lúc bây giờ bộ đội là cần rất nhiều thứ. Về lương thực thực phẩm là thấy rồi, chứ là bộ phận hậu cần thì chúng tôi là lo lắng như thế. Thế thì còn nguyên cái chỗ kho tàng ấy, cống gạo về thì ở trên tiểu đoàn, ở trên đại đội đều có những cái kho gạo riêng sát cho anh nuôi ở đấy, làm một cái kho để gạo ở đấy, mấy tạ gạo, mấy tấn gạo đợt này đi lấy về thì ở đấy cho anh quản lý của đại đội ấy, người ta quản lý, người ta sẽ xuất ra mỗi bữa nấu bao nhiêu, quân ăn bao nhiêu và hàng tháng bao nhiêu, khi nào đi chiến trường thì nấu bao nhiêu, thì đều có liều lượng của cái quy định của trên cả. Đấy. Thế thì đặc biệt ấy là đặc công chúng tôi được ưu tiên hơn bộ binh là cái nhu yếu phẩm và thực phẩm cao hơn một chút. Nhà ngoài Bắc cung cấp vào bột trứng, bột mì, lương khô thì đặc công được ưu tiên hơn. Đấy. Nhất không quân gì đặc công, chế độ nó cao hơn, chế độ cao hơn, xong rồi đến bộ binh. Đấy, thế cho nên là về khi mà ở ngoài Bắc chở ô tô bằng đường Trường Sơn vào thì chúng tôi được ra cái kho nào, được ra cái trạm nào đấy để cống về, cống những cái hàng ở miền Bắc cung cấp về, kể cả gạo, muối và bột trứng, về đường sữa, thuốc thang thì ở miền Bắc về, còn ở dưới đồng bằng đưa lên thì cũng tập kết ở chỗ nào để phân phối cho các đơn vị đại đội, đơn vị đại đội, đơn vị tiểu đoàn đem về để ở kho của mình rồi xuất ra để nuôi quân. Từng tháng, từng ngày một, từng trận một, mỗi một trận ăn uống như thế nào, đi như thế nào là đều có tập trung ở đấy hết. Thế thì đấy, những cái đấy là cái công tác chuẩn bị, và các cái kho tàng ở đơn vị, ở doanh trại mình đã có, mà các đơn vị đều có các cái bộ phận riêng của đơn vị mình để quản lý những cái đấy, chứ ngay tiểu đoàn bộ không quản lý hết, hay là ngay như là hậu cần của tiểu đoàn cũng không nói hết, chỉ nói chung thôi. Đấy, đến đợt nào đi lấy gạo thì tôi báo cho mỗi đại đội cử đi bao nhiêu người, 5 người hay 10 người đấy, đi đồng bằng để cõng hàng lên, cõng gạo lên đấy, thì sơ bộ như thế là chuẩn bị để nuôi quân như thế thôi. Thế còn khi đi nuôi quân ra trận ấy, thì phải chờ lệnh của bên bộ rồi thì bên tiểu đoàn, lãnh đạo tiểu đoàn đấy, nói chung là tham mưu các thứ nhận ở trên, bao giờ đi đánh, thí dụ đi ở đây các anh nói chuyện đánh Đặc Vét, đánh Khâm Đức, đánh Dốc Lết, các thứ đấy, thì những cái trận đấy là đều phải cũng lâu lắm đấy, ngoài cái chuyện chuẩn bị lương thực thực phẩm rồi đấy, như các anh đi chuẩn bị chiến trường, tức là đi các mũi và thăm dò, về đắp lên xa bàn, bộ đội học trước khi học nhuần nhuyễn rồi, trước khi ra quân cũng thậm chí là thuộc, và thậm chí trước khi đi cũng nó có những cái bữa ăn cơm nó đạm bạc, nhưng mà nó cũng tươi tươi một chút, đi đổi một hai con heo về hay là đi làm cái gì đó cho anh em ra. Thậm chí anh em người ta rất lạc quan, anh Đức ơi, hôm nay chúng em ra chưa chắc gì về đã gặp anh đâu, anh cho chúng em ăn no tí. Đấy, thương như thế. Đó, rồi thì nói nhiều cái, những cái câu chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng mà cảm thấy là thương yêu nhau mà quý nhau lắm. Anh bổ sung thêm cái chỗ này, nói chung cái hậu cần của mình thì không đáp ứng được đâu, chỉ chưa được 50% á. Cho nên là bọn anh cần bảo để đi đánh nhau còn sướng hơn, đi đánh nhau ấy còn được ăn 7 lạng. Chế độ mà đi đánh nhau thì được ăn 7 lạng gạo không, cần có tí thịt hộp hay là có tí mắm ruốc. Thế còn ở nhà là chỉ có ăn cân lạng gạo, còn đi kiếm dương sỉ, móng ngựa, rồi chua, cây chuối,
về để độn thêm ẩm ăn. Chứ cả nhà thì ăn một lạng rồi là cần bắt đi phất dãy để mà tăng gia tự cung cấp lương thực lấy mà ăn. Chứ đâu có được ăn cũng cứ như ngày nào là tiêu chuẩn 7 lạng đâu. Thế giờ còn phải nhờ cái trung đội vận tải của tiểu đoàn đó có mua được mua muối, mì chính thì mới lấy đồng bào dân tộc mới đổi được cái củ mì bắp về để kết hợp làm ăn. Cái củ mì mà nó to như thế này mà họ chỉ đưa lên cái bếp mà họ sấy làm cái giàn này trong chừng sấy lên nó khô mà nó đen nó khó ăn lắm, làm sao mà ngày xưa rồi đói rồi vẫn cứ thấy ngon chứ như bây giờ thì chắc là không dám ăn. Cho nên là nói là cái nguồn cung cấp lương thực thực phẩm của mình mà phục vụ cho quân đội thì thiếu so với ngoài Bắc thì không thể nào mà đáp ứng được đâu, chỉ tự túc được, phải tự túc 50%, còn 50% là nhà nước cung cấp cho. Chứ còn đi đánh nhau là được ăn no bảy lạng, ra ngoài cần đi đổi trác hay là cần đi kiếm rau rừng nhiều hết được thì ăn no. Chứ còn nói thật là cả năm mới được mới biết miếng thịt heo em ạ. Trước khi mà vào chiến dịch đi đánh á, đánh ở trước Tết này ăn mua đổi đi đổi về được phát cho mỗi đơn vị được cân heo thì bắt đầu mới làm thịt mới có miếng thịt heo ăn. Để anh em đi đánh trước Tết. Thế còn anh em mà có được đi công tác mà đi lên dân tộc á, mang muối mang nhất các thứ lên đổi thì mới được cân gà cái gì về thì anh em mới lại túm tụm lại thịt ăn với nhau mỗi người miếng. Chứ còn lúc đó đói khổ lắm, thèm rồi. Cái gì cũng thèm. Vì nó thiếu thốn quá mà đâu có đủ cung cấp. Thế còn gạo thì khu vực ở Quảng Nam, thời Quảng Nam thì còn có được hưởng cái chế độ miền Bắc, còn có gạo, còn có thực phẩm những các thứ. Chứ còn khi vào Quảng Ngãi thì như bọn anh đóng hậu cứ ở Đức Phổ đó thì tất cả trông chờ vào cái ban lương thực của quân khu. Họ mua gạo như anh Tuất nói là mua cái ban lương thực đó, họ mua của dân, xong là vùi ở ngoài bãi cát, lót bạt, vùi xuống, đóng cứ mỗi một bao là 15 kg, cái bao sắc rắn nhỏ nhỏ, 10 kg, 15 kg một bao. Thế là khi mà được bao nhiêu tấn rồi, thì mới báo cho cái tiểu đoàn này là tổ chức là xuống đi cõng gạo, mà tổ chức một trận mà một đợt mà đi cõng gạo cũng nguy hiểm lắm. Cũng chết, có đợt còn chết cả hơn đi đánh nhau nữa, chứ không phải là dễ dàng đâu. Vì mình từ ở trên rừng, mình qua cánh đồng bằng, mình qua đường một, mình xuống mãi ven biển. Tổ chức đi là cũng chuẩn bị hơn như là cả một trận đánh. Cũng là du kích dẫn đường, rồi là trinh sát tiểu đoàn đi trước, rồi đến đại đội nào đi cũng phải vũ khí trang bị đầy đủ như thế. Thế xuống đến nơi rồi á, thì là phải tất cả nó im phăng phắc như là không có cái động tĩnh gì, cứ chỉ ra là mỗi một anh là ba bao, là khoảng 30 mấy ký, 40 ký gì đó đổ vào cái ba lô của mình á, cái gùi á, gọi là cái gùi trên lưng, tự động đổ vào thế là siết lại là đeo vào lưng. Khi mà chuẩn bị lấy xong rồi bắt đầu tổ chức lên để cho người ta cái lực lượng của mình cần phải mua chuộc cái bọn địa phương chứ. Mua nó để nó chặn cái đoạn đường đó, nó báo bảo vệ cho mình mới giải một cái cây ni lông từ đường một bên này sang bên kia để cho bộ đội qua. Chứ nếu mà mình ở trên ruộng mà chân đất mà đi lên thì coi như nó nát mấy cái đường ra thì lộ ngay, chứ làm sao mà giữ được bí mật đó. Khi mà anh em hết rồi thì bắt đầu ký hiệu, bắt đầu người ta cuốn cái cuộn ni lông lại, thế là đường nó sạch bâng, không có cái dấu vết gì. Cho nên là cái chế độ cũ là nó cũng ăn hai mang, vừa làm cho chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà cũng phải làm cho cộng sản họ cũng sợ chứ, sợ mình trả thù chứ, cho người xuống cài cắm đấy thịt những cái thằng ác ôn ấy, cũng bao nhiêu gương rồi nó cũng sợ chứ. Cho nên cái thằng lý trưởng ấy, mình gọi ngày xưa là lý trưởng ấy, ấp trưởng ấy, là nó cũng làm việc cho mình đấy. Cũng nhờ như cái lực lượng như thế mà mình mới hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên nói thật tổ chức đi đây cõng được một chuyến gạo lên ấy, cũng là cực kỳ gian nan, để trong kho nhưng mà dự phòng để đi lúc đi đánh nhau thôi. Còn ở nhà vẫn phải đi phát giấy tự túc lương thực mà ăn, rồi phải đi đổi đi các thứ. Thì đấy là cái nói là về cái Quảng Nam là khó, lương thực vất vả khổ lắm, chứ không có miền Bắc là chi viện vào đến tận trong này đâu. Cái hậu cần miền Bắc vào
chỉ đủ chi phí trang bị cho cái đường dây 559 thôi, quân đưa vào, rồi quân mà thương binh đưa ra, rồi các cái dân sự, các hệ thống dân sự, rồi các cái bộ đội mà nằm rải cái dọc Trường Sơn đó là hết vào đến đây. Như vào đến Quảng Ngãi là toàn lương thực ở Quảng Ngãi, ở dân đưa lên hết thôi, chứ không có miền Bắc sau chủ nghĩa mà đưa vào đến chiến trường đâu. Và lúc bây giờ nói là lương thực thì nó thiếu vô cùng, thiếu vô cùng, mà các nguồn cung cấp cho quân đội chứ không phải là một đâu. À, ở dưới đồng bằng đưa lên, vận động dân ở đấy, rồi đưa miền Bắc vào, kể cả gạo, còn có gạo viện trợ nữa. Thế thì bộ đội thì ấy, ăn thì nó mấy cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là thường sinh hoạt ở đơn vị, bây giờ nói cái liều lượng đang để đo lường mà cho anh em ăn ấy, nó không phải là như bây giờ là mấy cân mấy lạng đâu. Lấy một cái bữa lon sữa bò đấy, nếu như ở nhà đều cả được ăn có thì ăn đủ ấy, hai người thí dụ như 100 người thì hai người một lon, thì nếu lâu năm mới lon thôi, mà lon là đong vào trong gạt đổ gạt chứ không phải đong ngọn chút lón lên đâu, gạt miệng nha. Đấy là cái tiêu chuẩn mà chưa chắc đã được hai người một lon, mà còn ba người một lon, còn cõng bao nhiêu sắn, nhiêu bắp, nhiêu ngô nữa. Là cứ đấy, một lạng cứ bắp sắn ngô lấu vào thì mới ăn, còn đi ra trận ấy, thì mỗi người được một lon, cũng một lon gạt thôi. Đấy, xong rồi ăn một bữa no rồi đi mấy ngày thì mấy lon ấy, như tôi nói ấy, người ta gọi là cơm vắt đấy. Cơm vắt đấy. Có lần tôi phải vắt mỗi người 5 bát cơm, thậm chí là đem ra đấy nó gần như thiêu rồi, nó khô bên ngoài đi, lấy cái dao găm gọt vỏ xung quanh đi rồi thì ăn. Cái vỏ thế ngoài vẫn ăn, vẫn ngon, vẫn ăn. Để mà đánh trận này, đấy, nó đói khổ như thế. Câu chuyện về ăn nhưng ăn đói vẫn đánh thắng. Vâng, nhân nói về căn cứ thì em có một câu hỏi như này, là người là các chiến sĩ mà khi ra phía trước đi đánh nhau ấy, thì thắng hay thua cũng sẽ quay về căn cứ, và cũng rất là đó, nó giống như cái ngôi nhà của mình ấy, tìm thấy ở đấy một cái sự an nhiên và cái tình đồng đội, rồi một cái, tóm lại là tất cả nó nằm ở đấy. Thì có bao giờ mà mình bị địch nó đánh phá căn cứ theo kiểu là nó càn quét, hay là nó thả bom trúng, hay là nó có nội gián nội báo mà để nó đến và nó đánh cái căn cứ của mình đến cái mức mà mất căn cứ không ạ? Thực ra mà nói với cái tình huống này, tôi xin có ý kiến chỗ mà lật ngược lại một chút về vấn đề hậu cần cho bộ đội tác chiến ấy, thì qua ý kiến của anh Tốt với anh Tuất mà, thì mình chỉ nói cái nguồn cung cấp và cái tiêu chuẩn của bộ đội ăn những lúc huấn luyện thôi, hoặc là đi đánh nhau như anh Tốt nói. Còn người lính chúng tôi cầm súng ra trận thì hậu cần như thế nào, đấy mới là cái mà theo tôi Uyên Uyên cần phải tìm hiểu. Tức là bộ đội cầm súng ra phía trước trực tiếp nổ súng đánh nhau, đúng không, thì cái hậu cần như thế nào? Cái này cái mà hiện nay cũng là một cái mà tôi thấy chưa ai đi vào cái chỗ này. Còn nếu ở hậu cứ thì khỏi phải nói, đúng không? Là điều kiện thời bình đi kiếm rau, đi kiếm củ chuối, hay là đi bắt con cá con tôm về mà ăn thì đó là bình thường. Nhưng anh em cầm súng đi lên nhau ra phía trước, cách xa hậu cứ cứ một ngày một xa thêm ra, thì cái lương thực cho chúng tôi như thế nào đây? Thì tôi xin nói thế này, khi đi tác chiến là phát 3 ngày cơm là 9 vắt, 9 vắt 3 ngày đấy. Nhưng mà thực ra nó vắt cơm thì nó không to đâu, nó bằng cái nó chỉ hơn ấy, quả trứng mỏng thôi. Đấy, quả trứng mỏng thôi. Thì có những anh ấy thì nó bảo là thôi ăn hết đi, mai chắc gì đã còn sống. Đấy, nó bảo là ăn hết thì mai chắc gì đã, ăn hết thì mai thì mai nó gì còn sống đâu mà để dành. Nhưng mà bảo thế mai còn sống thì gì ăn, thì cũng phải để dành. Nhưng thực chất ra 9 vắt cơm chỉ ăn được ngày thứ nhất thôi, ngày thứ hai cũng ăn được nhưng mà phải gọt vỏ rồi. Nên ngày thứ ba là gặp mưa gặp nước thì coi như xong luôn, thì còn ăn. Cho nên anh em nó khổ chỗ là đói nhưng mà vẫn phải đánh nhau, chứ không phải đói mà nằm hầm. Nó khổ chỗ đó. Tôi là người trong cuộc tôi biết mà. Thí dụ như tôi chốt ở trên cao điểm 21, tôi với anh Sướng